Bác sĩ Việt Đức kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu thai phụ đang nguy kịch. Ngờ bị hòn đá lớn trên núi lăn trúng người. Thai phụ đang mang thai 30 tuần rơi vào nguy kịch. Trước gia cảnh bệnh nhân vô cùng khó khăn, bác sĩ kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Thai phụ Sùng Thị Phua, 20 tuổi, bị đa chấn thương rất nặng. Chấn thương cột sống cổ, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, đã được phẫu thuật khẩn cấp 2 lần. Phua bị thiệt hại hoàn toàn từ ngực trở xuống. Viêm phổi nặng, phải thở máy, hồi sức tích cực. Phua đang mang thai ở tuần thứ 30. Chúng tôi được biết bệnh nhân còn con nhỏ 2 tuổi, gia đình thuộc hộ cận nghèo ở địa phương. Việc chữa trị cho Phua sẽ kéo dài và tốn kém. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ mong bạn đọc dân trí chung tay giúp đỡ. Đó là những lời chia sẻ của bệnh nhân Tùng Sĩ Phua, sinh năm 2004, trú tại bản Lảng Than, Mù Sang, Phong Thổ, Lai Châu, của bác sĩ Nguyễn Thu Ngân, khoa hồi sức tỉnh Nam. Bệnh nhân Hiếu Nghị ở Đức. Khi chị Ngân vừa bước ra từ phòng mổ sau ca phẫu thuật kéo dài đưa kéo tính mạng bệnh nhân, mang bộ quần áo vô trùng, phóng viên dân trí và phòng canh đi đặc biệt thăm chị Phua, thai phụ 20 tuổi vẫn chưa tỉnh, nửa tỉnh nửa mê sau ca phẫu thuật mạng. Mỗi khi khuôn mặt mới đầy vết chảy xước của bệnh nhân nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn, tôi lại thấy em đưa tay lên ôm bụng, mấp máy đôi môi khô lứt như muốn nói điều gì. Đang ở giữa lằn ranh sinh tử, thai phụ trẻ tuổi lại chỉ nghĩ cho đứa con trong bụng hơn cả cuộc sống của mình. Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, người chồng của Phua là anh chàng A Sử, sinh năm 97, đứng ngồi không yên bên trong hành lang bộ bệnh. Mỗi khi Phua áo trắng hoặc bước ra, người chồng tội nghiệp lại lưu lấy hỏi: "Vợ em sao rồi? Con em sao rồi bác sĩ ơi?" Ngước lên giường mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, giọng anh Phử nghẹn lại khi kể chúng tôi về tai họa bất ngờ sẽ đến của vợ anh. Ngày 28 tháng 4, khi đang ngồi nghỉ xiên nương ngô thì vợ em bị tảng đá to như gạch thúng trên núi lăn xuống đè lên người. Vợ em ngất xỉu luôn từ đó đến bây giờ. Các bác ơi cứu vợ em với, chồng tội nghiệp bất công. Trong cảm xúc đau đớn bao trùm, cửa cho biết chỉ còn kịp gọi điện về nhà gửi gắm đứa con trai nhỏ chưa đầy 2 tuổi cho họ hàng chăm sóc, vừa cấp cốc đưa vợ đi cấp cứu. Trước tình trạng quá nặng của Phua, từ bệnh viện huyện các bác sĩ chuyển thai phụ lên chuyển trên bệnh viện tỉnh sơ cứu. Ngay lập tức một chuyến xe cấp cứu chạy xuyên đêm chở theo thai phụ có đang nguy kịch bệnh viện Việt Đức.